Ok anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lại quả Play vs Zombie Unbalance Reboot này anh em nhé. Thử xem nó sẽ như thế nào. Đây là cái mod mà thằng Vũ, Uy Vũ nó gửi cho mình. Anh không biết là chơi nó sẽ như thế nào đây. Chơi thử xem nào anh em nào. Ok, bắt đầu luôn này. Ui, tiếng game to thế. Tiếng game to thế. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây rồi, T-Rex Prison cái gì đây. Nào, tiếp tục nào. Xem cái gì nào. Intro. Ui, còn zombie kiểu mới thế nhở. Zombie kiểu nhìn lạ 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 ấy. Rồi, ok. Màn một xem nào, xem màn một nó sẽ như thế nào nào. Ây da, trông kiểu bóng chày dã man, zombie bóng chày à. Mới nhở, ok. Ui, mới khởi đầu như nó cho mình 500 săn à. Ác nhở. Bình thường nó khởi đầu nó cho đâu đấy 100-200 săn là nhiều lắm rồi đây, nó khoảng 500 à. Nhiều thế. Ôi càng nhiều càng vui có gì đâu. Rồi, ủa đông thế. Sao đông dữ vậy. Ít ít thôi có phải không, đông thế này. Ủa ôi. Ôi đông thực sự luôn ý. Nó đông quá luôn anh em. Đông quá luôn ý. Ôi đông thế. Ôi ôi đông thế. Xong lại còn zombie cái gì sáng sáng kia nữa kia. Như kiểu là zombie Michael Jackson vậy. Ồ đúng thật. Thế mà win luôn à? Ôi trời đất ơi, hên xui thực sự đấy. Làm quả dương phay 2 này. Thêm quả bắn băng này. Mình đang bị gọi là có một chút vấn đề về họng hay là bình luận mà có gì tiếng nó hơi thay đổi số mọi khi thì anh em thông cảm giúp mình nhá. Ok, họng nó đang gọi là hơi viêm họng một tí anh em ạ. Đang hơi nghẹt mũi tí. Có gì anh em thông cảm nhá. Rồi đến phay mấy đây? Đến phay mấy đây đây? À đâu, bên P2 mà. Ok, thêm một con đây nữa này. Ui, dưới này lại có thêm con gì đây. Đội nó ảo thuật này. Ảo thuật, nhiều khoai tây lạ dữ vậy. Nhiều khoai tây lạ dã man ạ. À nhầm. Nhầm lại khoai tây. Nhiều zombie, trời ơi. Cứ quen mồm chơi Brotato. Đây rồi anh em ơi, phase 3 nhá. Vừa nãy thì xong phase 2 rồi. Bây giờ thì chúng ta đến phase 3 nào. Hoa hướng dương luôn này, bắn băng luôn này, ok này. Cái con nó có cái loa cổ đại cổ điển ở trên đầu này, trâu dã man. Cho một quả cherry bomb này. Đấy, ui, phây cuối luôn à. Gì ghê vậy. Chưa kịp chuẩn bị gì hết đã phây cuối rồi. Ác chữ bị bay. Ôi, thêm con này dưới hàng dưới nữa thì khó chịu ấy. Ui, còn có con nhảy rào, nhảy sao, xong lại còn bắn có cả hộp quà trên đầu kìa. Ảo thật đấy. Mới chữ vậy. Ác chữ vậy. Ui, ui nó trâu thế à. Bắn thế mà không xin nhê kìa. À đây nó chết rồi. Ok. Nói chung là xong phase này cũng xong rồi. Chắc là chúng ta sẽ next sang phase tiếp theo luôn chứ nhở. Chứ cờ anh em mình cũng xong rồi mà, đúng không? Rồi còn hai con thế này thôi là xong rồi. Cho nó gặm thêm cây hướng dương nữa này. Đó. Rồi nốt con này là xong anh em ơi. Xong cái phây này là anh em được cái gì nhỉ. À được cái quả này là cái quả gì. À, quên tên xứ rồi. Đây rồi phây 4 anh em ơi. Phây 4. Mở full map rồi này. Mở full map rồi nhá anh em nhá. Phây 4 là mở full map rồi đấy. Ok. Cái này trước khi cái này trước khi mà nó biến mất chứ. Cái củ này trước khi nó biến mất nó còn dặm cho quái một phát ạ. Được phê đấy chứ. Ôi sao lắm con nhảy rào thế. Cherry bomb phát đi. Ok. Được quả cherry bomb phát đấy là nó cũng khá đẹp rồi đấy. Phê này phê 4 đúng không nhỉ. Nó có phê 4 rồi. Rồi xong rồi nhỉ anh em nhỉ. Hai con này thì li tiêu diêu thôi là xong rồi. Ok, được cái xẻng này anh em này. Thả cái này luôn à. Ok, thả luôn. Rồi, thả đi. Rồi, từ từ đợi thêm quái nó ra đã. À, thêm zombie. Mình cứ quen quậy ở trong Brotato là quái. Mỗi hàng một quả bom luôn đấy. Quà tặng
hơi bị gọi là sang xịn mịn đấy. Ai giả ăn tỏi à? Rồi, được thêm một quả kíp nổ, được phết. Này như phải hên xui rồi. Hơi bị khó đấy, hơi bị khó đấy. Tưởng là chill với lại cái mod này, nhưng mà mod này thực ra là cũng không chill đâu anh em ơi. Đặt thêm một cây này ở đây đi. Thực ra đây đặt ở giữa thì hợp lý hơn đấy chứ. Xúc cái này đi. Đồng đấy anh em ạ, đồng đấy. Ôi, đọc báo to thế, trời ơi. Có đọc báo. À nhưng mà phây cuối rồi nên cũng không phải lo. Phây cuối rồi không phải lo anh em ơi, có xe mà. Hai đọc báo luôn ạ. Dã man. Hai đọc báo luôn. Rồi xong rồi đấy, xong rồi đấy. Ôi từ 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 từ, bình tĩnh bình tĩnh. Mày vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn. Rồi dập luôn đọc báo, hợp lý. Mới ngày 6 thôi à? Ác dữ vậy. Cứ phắn luôn đi. Ok, ôi con đậu lửa này. Mới tê à? Được đấy. Ok, sang ngày 7 thôi anh em ơi. Ngày 7 này ok. Sao tự nhiên lại có con quái nó lăn ra như thế nhỉ? Ôi, thử từ tí thử xem con này nó sẽ như thế nào nhỉ? Nào, muốn test thử con ấy quá. Đây rồi, đây rồi. Cho hàng này luôn, xem bắn như nào nào. À, bắn ra một cái ấy lửa. Bắn ra một cái viên đậu lửa. Ờ, thế thì cũng bình thường thôi. Cũng không quá đặc biệt cho lắm. Đúng không? Ô phây phây à, cờ một. Có hai cờ, cờ một rồi. Đồng thế à. Ui săn không kịp luôn ấy. Ăn nhiều quá. Ui phây cờ hai à, cờ cuối à. Ok cờ cuối. Úi dồi, chạy nhanh thế. Bịt mồm cho nó lại. Không cho chúng nó chạy. Đó, ôi, hợp lý. Tính nhà tơn này không có con đọc báo này là dễ chơi hơn. Con đọc báo nó khỏe quá. Rồi, thêm một con nó băng đây nữa này. Rồi, ok, khả năng win đấy. Win rồi, win chặt rồi. Còn gì điểm nói đâu. Làm sao mà nó có thể vượt qua được khỏi cái đống đội quân plan kia của mình. Úi dồi, bắn trượt kìa. Cho gặm đấy. Xem là nó gặm kiểu gì nào. Úi dồi, di chuyển sắp 5 hàng nhưng mà vẫn chết thôi. Ôi, cây thịt mới này. Được phết nhở, nhìn lạ thế. Rồi, hay đấy, cây thịt thì hay đấy. Tính ra cây thịt này hơi đắt. Hơi đắt mà nhai lâu. Không dùng nó thi thoảng hên xui mà nó ra được cái. Cái nào ngon thì cũng được. Hên xui quá. Bắt đầu đông rồi đấy. Cây này đi hết hàng nọ hàng kia ăn ạ. Ăn làm ăn lớn. Cả một thôi. Ôi cho quả cherry bomb đi. Đúng rồi. Nổ đẹp đấy. Ờ xúc cái này đây đã. Cầm cái này đây. Ủa nhiều thứ thế. Ôi là còn cái gì nữa đây. Trâu điên luôn đi.
Cherry bomb đâu nhỉ? Cherry bomb đâu nhỉ? 5 quả cherry bomb. Ô nhưng mà vì vẫn còn 5 cái máy cắt quả mà nên là lo gì. Nổ đi. Thoải mái luôn. Còn là 5 cái máy cắt cỏ thì không phải lo. Phân được hết. Ai, thêm một quả ngu nút ở đây cho đứng ăn này. Gặm thoải mái luôn. Ai, gặm đi. Ui giời, ok, xong rồi đấy. Còn nốt con này ở hàng dưới nữa rồi, xong rồi. Ôi dồi, cái gì thế này? Nhìn lạ vậy. Ngày 9 anh em ơi. Ôi, lại đọc báo tiếp à? Ơ, còn 250, thử con này, tí nhất thử con này xem nó như nào. 275. Con đọc báo à, đọc báo thì đây, đọc báo đây. Ui, con này cho ở đây luôn. Ui, giống kiểu tề thiên đại thánh thế nhở? Ui, nó trâu dã man ạ. Cờ 1 à, cờ 1 à. Ok, cờ 1 thì cờ 1. Chiến cờ 1 luôn. Cho quả cherry bomb đi. Đó, hợp lý. Thế cho đỡ đồng. Đồng đấy, đồng đấy, đồng đấy. Nữa đi, nữa đi. Ra nữa nào. Trông ghê thế nhở. Nhiều thứ thế nhở. Thế thì che đi bom đi. Ôi, nổ hoa đấy chắc là cũng được. Ôi, độc báo ạ, vãi trưởng, hai độc báo. Độc báo ghê lắm. Nó đọc cho thì thôi luôn ấy. Ôi, lại độc báo tiếp à? Sao lắm độc báo thế vậy? Nhiều quá, nhiều độc báo quá. Trời ơi, nó nhiều độc báo quá. Sao vẫn nhiều độc báo dữ vậy ta? Rồi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Như nào nữa nhở, như nào nữa nhở. Đông quá, cherry bomb đi. Châu ấy cái trưởng nó còn phây cuối nữa. Ôi, nó chết rồi, nó chết rồi. Chỉ cần bảo vệ hai cái hàng dưới này là hợp lý rồi. Ui, cherry bomb chưa hồi à. Cherry bomb chưa hồi. Cherry bomb chưa hồi, trời ơi. Đọc báo hàng này không phải lo. Có kíp nổ rồi. Hàng này có xe rồi, không phải lo. Ok, win đấy. Win anh em ơi. Ok, ok. Win chứ còn gì nữa. Tầm này mà không win nữa thì thôi đấy. Rồi, xong rồi đấy. Ok. Ngày tiếp theo thôi, đến ngày 10 nhỉ. Ô, bản đồ này. Ok, xem ngày 10 có gì nào. Ui, to vãi trưởng. Quái gì ghê vậy. Zombie gì ác dữ vậy. Ôi, nhưng mà con này, con này cảm giác đi chậm nha. Con này có cảm giác nó bị đi chậm. Ồ, trông nó kiểu, trông nó kiểu nhìn nó đồ tẻ thế thôi, nhưng mà nhìn nó chậm dã man anh em. Nên là cứ từ từ bình tĩnh mà giải quyết con này thôi. Chưa vội, chưa vội, chưa vội. Đồng dã man anh em ơi. Đồng dã man. Đồng điên luôn ấy. Nhiều thế. Nhiều thứ thế.
Ái chà, ái chà. Được. Ô, đèn này. Đèn có tác dụng quá hay đâu. Đông thế à? Mình cũng đông mà. Chúng nó cũng đông cơ. Lại ai cắp ăn trộm rồi. Cay thực sự đấy. Quen cái thói đi, dân cắp ăn trộm. À. Nào, ô. Cái này thì bảo vệ cái này đi. Thêm một con hút ở đây. Hoa tiền à. Ừ, kíp nổ này. Này, ở đây đi. Ở đây đi. Đông quá ta. Mình cũng đông mà nó cũng đông cơ. Úi xồi, nhảy kìa. Mày có nhảy sao này, ghê quá. Đó. Đông thế nhở, đông thế nhở. Xong chưa, hết chưa? Ôi, mới vừa qua cờ 1 thôi. Còn cờ 2 nữa cơ. Cái cherry bomb này mình sẽ để lúc nào cấp thiết, cấp bách lắm thì mình mới dùng. Nhất quyết là mình sẽ không dùng. Tích được 4 quả cherry bomb rồi đấy. Chỗ nào cây mà bị ăn thịt là mình bù lại ngay. Tiền tiếp. Cái này à, cũng chế thôi, chả có tác dụng gì nhiều lắm. Úi dồi ôi, ôi dồi ôi, không chết à? Cherry bomb đi. Quả nó không chết ạ. À. Cười thế nhở? Không được nói cây này không chết nhá. Áp dữ vậy. Thế mà không chết ạ. À. Úi dồi sao làm thứ thế? Chuyện gì xảy ra ở chỗ này vậy? Ơi, hút luôn vào, gặm luôn, ô dưa hấu luôn à? Dưa hấu luôn thì rồi, xong đặt đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa, ôi, đông dã man vậy. Ủa cửa 2 ạ. Ơi từ từ nhá. Xem chỗ nào cần cherry bomb là cherry bomb luôn nhá. Úi sổ ơi, Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa. Hết chưa, xong hết chưa. Ok chưa, ok chưa. Mình nghĩ là ok rồi đúng không? Mình nghĩ là ok rồi đấy. Cửa 2 rồi mà. Ông nhõi này đỏ luôn. Úi dồi ôi, lại có Michael Jackson lần nữa. Gì vậy cha? Xong chưa vậy? Đến cái tầm này rồi mà chưa xong à? Gì nữa cha? Ủa chưa xong à? Ơ ừ. Ủa đã như nào? Ô lại còn ăn cắp ăn trộm nữa à? Ủa xong cờ 2 rồi mà ta. Mình tưởng là xong cờ 2 rồi. Úi dồi. Úi dồi. Mày lấy đi nhiều quá cơ. Mày lấy đi nhiều quá cơ. Ừ. Mày lấy đi nhiều quá cơ. Mày lấy đi nhiều quá cơ. Ừ hơ. Ừ hơ. Ừ hơ. Bùm. Ôi như phải giết được con này thì nó mới tính hay sao ấy. Phải giết được con kia thì nó mới tính là win đi sao ấy anh em ơi. Căng co phết nhở. Ôi nhưng mà nó cần chết rồi này. Ôi à, chồng ở dưới chân nó thì coi như là sẽ nổ phát bom nữa này. Bắn như này rồi mà không chết. Ô kìa, được thêm con này này. Nhưng mà con này chồng ở đâu? Cái này thì từ từ. Con ở dưới này sắp khỏe rồi. Chắc là chịu được nhỉ. Chắc là chịu được ấy. Ơ đi qua như thế á. Ô kìa. Ô kìa. Phí thế.
pha đấy ấn ấy rồi mà sao không được nhở? Ấn cherry bomb rồi mà sao nó vẫn bị ăn phát nổ vậy? Buồn cười dã man. Con này lâu chết thế. Thủ đạt ở đây con cây thịt thế nào? Ủa là win chưa ta? Sao lâu dữ vậy ta? Lâu thực sự luôn đấy anh em ơi. Mãi chưa xong. Giờ thì bắn chết được con này thôi là xong mà. Thế mà mãi chưa xong. Lạ thật đấy. Cái con này nó cứ chạy thôi. Ồ khó chịu dã man à. Nó chạy nó cứ chạy thôi. Trâu thế. Mãi không chết vậy. Ôi dưới này con nữa. Thôi không kịp rồi. Quả cherry bomb đây nữa này. Ôi bắn. Ôi chết chưa? Nó chết chưa đấy? Ôi lấy được cái này ạ. Cuối cùng nó chết rồi anh em ơi.